giờ thì thực sự là mặc dù là 9X nhưng mà chị không có chụp hình nhiều, Dạ. cho nên là khi mà chụp hình chị không biết là phải chụp kiểu như thế nào hay là cảnh thế nào các kiểu á. Thôi giấy nè không. Đó, đẹp lắm. Như nào nhẹ cũng đẹp lắm. Dẫn mọi người đi chụp Cù Lao Phước Thiện mọi người. Ở đây là cảnh đầm sen, thì em vừa chụp đầm sen xong thì em sẽ có một chị khách đặt lịch 1 giờ chụp ở Cù Lao Phước Thiện, nên em sẽ chạy qua luôn, thì em sẽ quay cái đoạn đường mình đi cho mọi người luôn nha. Hẹn mọi người tới địa điểm chụp nha. Ok, hello mọi người, thì em vừa tới vừa tới Cù Lao Phước Thiện luôn. Ok, chào mọi người. Thì đây là cảnh Cù Lao Phước Thiện, thì và em sẽ hướng dẫn mọi người đi vô trong và sẽ cho mọi người xem sơ qua những cái góc mà chính đẹp của Cù Lao Phước Thiện. Rồi em sẽ chờ khách tới mới cúp và em sẽ quay chi tiết hơn những cái lúc mà mình chụp hình nha. Ok, em đi theo chân em nè. Đây. Đầu tiên cái cửa này đã thấy đẹp mọi người. Cửa gỗ này đã thấy đẹp rồi nè. Đi trong này nhiều lắm mọi người muốn có muốn bơi có hồ bơi luôn. Đó, đây đi tới đây là xe lam nè, có xe lam đây. Này là góc này là một cái xích đu thôi, ngồi bình thường thôi. Cũng chỉnh lắm. đi qua xe lam nha. Đây. Ở đây có cây có là nhiều lắm, nói chung là mấy chị xuống đây mà đi xả chết hay là đi tham quan thì cũng vui lắm. Đây là góc giếng nè, góc giếng mà ngồi vậy thôi cũng xịn nữa nè. Thấy chưa, đó hơi bị xịn nha. Tiếp theo là này là cảnh nguyên cái nhà cổ luôn rồi, với lại có vườn hoa giấy nữa. Xịn lắm. Hoa giấy nè không? Đó, xinh chưa? Còn góc nữa, qua đây nữa. Đây. Đây là tụi em mua hoa để chuẩn bị chụp á, nên là phải ngâm nước này nè. Đó, phải ngâm nước này xong để cho nó tươi xíu khách tới mới chụp được. Rồi. Đây, giờ em quay ở trong cái nhà nha mọi người. Này là dàn cửa nè. Này toàn đồ cổ không à. Đồ cổ xịn. Đẹp lắm. Nè. Như nào nhẹ cũng đẹp nè, không? Không, đầu tiên góc này cũng đẹp nè, góc này là hơi xịn luôn mọi người. Đây, không? Từ kia chụp qua thì sẽ có cảnh như trên như là mình đang dắt xe đi nè, không? Đó, xịn lắm. Nhiều góc xịn lắm luôn. Đó. Này góc cái lưu này mình ngồi thì cái lưu cũng đẹp nè, thấy chưa? Ok, đó chào mọi người nha. Bây giờ em bắt đầu đi chụp, chuẩn bị lại chụp cái góc ở này trước, thì em sẽ quay cho mọi người một cái quy trình, một cái một buổi chụp hình của mấy chị ở Cù Lao Phước Thiện nha. Thì em sẽ quay cho mọi người xem là cách tạo dáng hay này nọ, nhiều cái diễn xuất khi chụp hình áo dài, thì em sẽ quay cho mọi người biết. Ok, dạ theo chân em nha. Thì giờ em sẽ đi dẫn chị này ra chụp mọi người. Dạ, không biết chị tên gì chị hả? À, chị tên Liên. À, ok, em tên Lộc. Em là photo của Mít. Thì hôm nay em sẽ là người chụp và tạo dáng cho chị chụp ở Cù Lao Phước Thiện này. Thì không biết là chị mặc áo dài á, chị còn bộ áo dài gì nữa ta? À, chị còn bộ màu tím nha. À, ok, màu tím. Thì đầu tiên bộ này em nghĩ là chụp trong nhà thì sẽ đẹp hơn. Ừ. Nó nổi hơn màu tím. Màu tím mình chụp cái giếng kia nó sẽ là đẹp hơn. À. Dạ, ok. Viên gút như chị? Rồi. Gút rồi đúng không? Ok rồi. Đủ hành trang rồi. Dạ, mình đi qua đây chị. Ok.
chụp hình nó dài á thì nó phải cần có dán đồ á, cho nên là giờ phải dán thẳng người lên thì mình đẩy mông ra thì nó sẽ dán sẽ đẹp hơn. Chứ mà áo dài mà không thẳng lưng là nó bị cong quá lưng thì nó không đẹp. Dạ, ok. Ok. Bây giờ đầu tiên là chị cầm cái ngón này, chị đứng đây, đúng không? Bước chân trái tới, xong rồi chân phải còn để sau nè. Mình đẩy cái mông ra, xoay người qua thì nó sẽ có dán hết mình để đẹp. Ok. Chị cứ yên tâm đi, dán thì em chỉ với chị hết à. Đúng rồi, bước chân trái tới chị, đúng rồi. Chị im cho em nha. Có cười không nha? Rồi. Dán ngồi tựa cái lưu nha. Ok. Ngồi thật ra đây. Xíu chân qua đây, hai chân xíu này. Cho mình để tay vậy. Mình nghiến đầu vậy nè. Ok, thì em vừa qua chụp xong cho chị bộ thứ nhất rồi. Thì mình theo là sẽ rồi những cái cảnh bộ thứ hai thì em sẽ quay cho mọi người xem nha. Chị theo chân em nha. Chị đó đang đi thay đồ rồi. Bộ thứ hai thì em sẽ qua đây ngồi chờ chị đó để chụp bộ thứ hai nha. Xong rồi chừng mở cửa rồi, chờ ngồi đây này, ngó qua kia. Ok. Okay, thì em vừa thực hiện xong bộ ảnh cho chị chụp ở Cù Lao Phước Thiện này á. Thì không biết cái điều ấn tượng nhất của chị mà khi đến MIT á, là không biết là ấn tượng gì nhất vậy ha? Đầu tiên á, thì hôm bữa là chị có đi thử trang phục. Yeah. Thì chị thấy là thứ cặp trang phục MIT rất là đẹp. Yeah. Chất lượng vải cái kiểu nó rất là đẹp luôn. Với cả là cái bạn tư vấn á, thì bạn rất là chuyên nghiệp. Còn khi hôm nay đi chụp hình thì thấy là tất cả các bạn luôn, cả bạn chụp hình, bạn quay phim và cả bạn make up nữa, các bạn rất là nhiệt tình. Và nhất là bạn chụp hình. Tại vì đó giờ thì thực sự là mặc dù là 9X nhưng mà chị không có chụp hình nhiều. Yeah. Cho nên là khi mà chụp hình thì chị không biết là phải chụp kiểu thế nào hay là cảnh thế nào các kiểu á. Và cũng nhờ là bạn lọc rất là nhiều. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Rất là nhiều. Yeah. Thì không biết là chị có sẵn sàng mà chị giới thiệu với bạn bè của chị hay người thân của chị tới tụi em để chụp những bộ ảnh mình lưu giữ được cái thanh xuân của mình á, cái khúc thanh xuân của mình á. Thì em nghĩ những cái khúc thanh xuân chụp bộ ảnh này á, nó có những giá trị về sau nhiều lắm. Tại vì cái khúc đẹp, cái khoảnh khắc mà đẹp nhất là thanh xuân, thì mình phải nên chụp một bộ ảnh này để cho mai mốt mình nhìn lại á, thì nhiều khi nó lại rất là đắt giá hơn cái giá trị mình bỏ ra để mình đi chụp hình nữa. Thì không biết chị có sẵn sàng để mình giới thiệu cho những người thân của chị tới tụi em, để tụi em làm cho mấy chị đó một bộ ảnh. Thì không biết chị điều đó là dĩ nhiên rồi, và chắc chắn là ngay cả bản thân chị thì có thể là nếu mà có thời gian thì chắc chắn là chị sẽ làm một hai bộ ảnh thêm nữa. Dạ. Em cảm ơn chị rất nhiều. Thì Mít chào mọi người nha, hẹn mọi người ở một cái clip tiếp theo, những concept tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Ok.